Cơn mưa tầm tã kéo dài gần 5 giờ sáng nay khiến cho nhiều tuyến đường ở thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang bị ngập nặng. Nhiều người dân và du khách tỏ ra hụt hẫng và buộc phải thay đổi lịch trình khi cơn mưa lớn xuất hiện. Cơn mưa kéo dài từ 6 giờ 30 phút đến hơn 10 giờ sáng ngày 30 tháng 4, mưa to khiến một số tuyến đường như Trần Hưng Đạo, đường 30 tháng 4 trên địa bàn thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc bị ngập, có những đoạn ngập sâu từ 40 đến 50 cm. Đường Trần Hưng Đạo, nơi tập trung nhiều khách sạn, quán ăn là khu vực ngập nặng nhất, khiến ô tô di chuyển rất khó khăn. Nhiều người đi xe máy không dám vượt qua điểm ngập sâu vì sợ sụt hố ven đường. Người dân ở đây cho biết là khu vực này là vùng trũng, nhiều người lấn kênh rạch nên nước mưa rút xuống sông Dương Đông không kịp. Một nguyên nhân khác khiến cho nước mưa chảy chậm là rác thải ngoài đường trôi vào miệng cống gây tắc. Trước tình trạng trên, một số người dân địa phương đã mang thùng ra đứng tại miệng cống để thu gom rác, giúp nước mưa chảy nhanh xuống cống.